Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mọi người quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chơi Minecraft mọi người. Và hôm nay chúng ta có công việc mới, đó là chúng ta sẽ làm cái máy farm cày. Chúng ta sẽ làm một cái máy farm cày nha. Đây. Giờ thì công việc chuẩn bị thì chúng ta cần có hai cái obsidian nè và hai cái obsidian. Đá đỏ, piston, đủ các loại. Đó. Thì còn các bột hình như là còn phải có cả gì ta, bộ lọc đá đỏ thì chúng ta cần phải có gì ta, thạch anh thì không có, thì bây giờ chỉ còn cách là vào địa ngục lấy thôi. Thì hình như là tôi chưa vào địa ngục lần nào đúng không? Đúng rồi, chưa vào địa ngục lần nào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào địa ngục để mà lấy thạch anh một cái. Và trước khi vào thì chúng ta cần phải có vàng. Tại sao lại cần vàng? Bởi vì đơn giản là không có vàng thì vô địa ngục mau chết vậy thôi, có gì đâu. Đó. Rồi lấy cái đồ ủng được rồi. Đầu tiên thì cái việc vứt những cái thứ linh tinh vào trước cái đã. Thôi, một đồng lấy ra cho đã, giờ thôi vứt vào. Hay ho dễ sợ luôn. Không, bánh mì để lại. Không, thịt khô để lại. Này giờ rồi. Này nữa, rồi. Cái này luôn. Rồi, cái này thì mang theo nha. Bây giờ là phải tháo cái ủng này ra, gắn cái ủng này vào. Xong. Đó, chờ lại tối nữa rồi. Kệ đi. Không quan tâm, chúng ta đang ở đảo mà, chúng ta sợ gì đúng không? Trời má ơi, tôi ghét cái địa hình này cực kỳ luôn á. Cái địa hình mà núi lửa này nè, mấy tôi thề là tôi ghét cái địa hình này cực kỳ luôn. Kiểu như là nó nhiều con mắt ma quá mọi người, con mắt ma nó nhiều á, không có gì ở đây nó dùng được hết trơn, thiệt luôn, toàn đá với đá không à. Ồ thôi xong, quên mang cuốc rồi, đi về làm cuốc mới được. Rồi thì mình đã trở lại. Đây, tôi đã trở lại rồi. Bây giờ thì chỉ còn cách là đào chỗ này ra kiếm thạch anh thôi, biết sao giờ. À, tôi ghét địa hình này cực kỳ luôn. Cái địa hình nó không có cái gì cứ làm ăn được các bạn ạ. Cái địa hình này ha, chỉ có mấy cái con mắt ma mà làm ăn, mấy cái con mắt ma mới dùng được thôi. Mà mấy cái con mắt ma đó ha, tôi nói thật với mấy ông chứ là mấy cái con mắt ma đó ha, là mấy cái con mà rất là khốn nạn. Đồ mà không xịn xịn đó ha, là quýnh ha, là đánh mấy cái con nó không có được. Rồi bây giờ hết. Hình như đào chỗ này không được hả, thay cho lắm. Bây giờ là phải đi kiếm đường. À, luôn chỗ này không có gì dùng được hết trơn á. Ngoài trừ mấy con quỷ đó dùng được. Mà cái tôi cần là thạch anh chứ không phải là mấy cái này, trời ơi. Á ơi, sao mà phủ phàng quá vậy nè trời. Rồi xong phiên luôn, xung quanh toàn là núi lửa không luôn, không có cái gì gọi là gì ta? Không có cái gì gọi là ha là của cái đá này hết trơn á trời. Sau một hồi lửa lửa thì tôi quyết định tôi sẽ đi lên mọi người ạ. Đó, đào thẳng lên trên như thế này. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì đó xảy ra. Khoan, cầm cái này qua bên đây đi cho chắc. Đó, có gì có gì gặp lava chặn này còn đẹp. Mà tôi không biết là tôi có bật chế độ chỉnh chết lệnh chết không mất đồ cho ta. Khoan để tôi chỉnh lại coi. Cái gì? Game Brew. Mấy ông đừng có nói tôi chơi ăn gian nha, tôi nói thật là tôi chơi ngu lắm. Ram Brew, rồi Keep Inventory 2. Enter, rồi. Mọi người biết gì không mọi người? Tôi đào thẳng tới tầng bedrock luôn vậy mà vẫn không thấy mọi người. Hả? Đây tôi đào sao mà cuối cùng giờ lên thẳng tới tầng bedrock luôn vậy mà vẫn không thấy cục thạch anh nào chứ mọi người. Vẫn không thấy đường lên mọi người à. Rồi xong rồi ông trời gì ta? Ông trời cắt đứt đường sống của tôi luôn mọi người. Đẹp, ông trời đã cắt đứt đường sống của tôi luôn rồi. Ai, buồn. Bây giờ thì chỉ còn cách là quay về nhà là và
lấy một cái gì ta, lấy gọi là gì ta, lấy một cái thạch gì ta, hắc diện thạch, và đi qua chỗ khác để mà tạo một cái cổng địa ngục mới để mà chúng ta kiếm thạch anh mọi người à. Rồi chúng ta đã trở về rồi đây. Thật là đen đủi. Đá bà già này nè, đá đen này, đó đá đen này, đen hệt trên đá này, đen hơn đá này luôn. Bật cái mình 8 cục, 8 cục còn thiếu 2 cục. Kéo 2 cục, thiếu 2 cục gì thì tôi phải đi đào rồi. Trời ơi là trời. Ông trời sao phủ với mình quá không biết. Giờ phải đi đào Rồi, hẹn gặp lại bạn sau mà khi sau khi tôi đào xong hắc diện thạch nha. Rồi, thì tôi đã trở lại đây mọi người à. Chúng ta đã có được 10 cục hắc diện thạch. Và bây giờ thì chúng ta cần phải lên thuyền thôi mọi người. Chúng ta cần lên đường thôi. Đâu, để tôi lấy chiếc thuyền của tôi coi. Trước khi đi cho bò ăn cái. Bây giờ là con bò là một cái loài sinh vật rất là quan trọng ở thời điểm hiện tại mọi người ạ. Rồi ăn đi. Rồi bây giờ là để coi coi ai lại. Cái thuyền của tôi đã mất tiêu rồi. Cái thuyền của tôi đã ở đây. Rồi bây giờ đi qua bên kia lấy cái bàn chế tạo một cái. Lấy cái bàn chế tạo một phát, sau đó chúng ta sẽ đi luôn. Cái nhiều. Rồi. Vẫn chưa đủ cấp để phù phép cái này. Chúng ta cần phải làm cái máy phăm cây xong rồi là phải làm thêm là cái máy phăm cây xong rồi phải làm thêm cái máy phăm quái vật nữa đó. Cứ làm cái máy phăm quái vật xong rồi chúng ta còn phải làm thêm tôi tính sẽ tập này tôi sẽ làm cái máy phăm cây, máy phăm quái vật và thêm cái máy gì đó tôi cũng máy gì đó quên tiêu rồi. Nói chung là làm nhiều lắm. Cái nút này sao bấm không ăn vậy nè, liệt à, liệt nút mà cho mẹ cho mẹ. Xin lỗi nha mọi người, nó bị liệt nút. Cái máy farm cây xong rồi, cái máy farm quái vật rồi, sau đó là cái máy farm dân làng. Học dân làng không cần farm đâu, dân làng là chỉ cần đem về cho nó đẻ 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 thôi. Cái máy farm mà tôi muốn làm nhất đó là cái máy farm sắt. Còn dân làng thì dễ mà. Dân làng thì các bạn chỉ việc gom lại một chỗ, lấy cái giường nhiều nhiều lên xíu, làm thêm là nhiều giường vào đó, làm nhiều nhiều giường lên đó, rồi sau đó là và sau đó là hai bạn quăng bánh mì hay là quăng gì để giao qua vào cho nó hú hí với nhau rồi cho nó đẻ con. Để con quỷ Slender kìa, cái gì vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng các thứ ở đây, không xây dựng thì cũng đúng, đây là xây cổng địa ngục thì đúng hơn đó. Đây vâng, thì tôi quay trở về rồi mọi người, để mà tôi lấy cái bật lửa á. Hay ghê luôn á, đi xây cổng địa ngục mà quên lấy bật lửa, vui ghê. Bây giờ phải quay trở lại nữa nè, 1 2 3. Rồi vào. Mình thông báo cho bạn biết luôn đó là lúc nãy trong cái lúc nãy là nói chung là cái đoạn mà mình chèo thuyền á, mình đi ký cái tiệm cái cổng mà để dành tìm một cái bài ôm mới đó, thì nguyên cái đoạn đó là
mình đã quay được rồi, nhưng mà cái điều là trong lúc quay á kiểu như nó bị lỗi nhưng mà nó bị lỗi nhưng mà nói chung cái đoạn đầu video đó các bạn xem á, là lúc đó là nó bị lỗi phần mềm hay là lỗi cái gì đó, nhưng mà hên á là cái lúc đó cái khúc đó vẫn còn ha. Còn cái đoạn sau đó, cái đoạn sau đó thì nó bị mất rồi. Cái đoạn mà mình đi tìm này tìm kia, đi tìm cái chỗ mà để dành là đánh bo, đi đi kiếm cái quần xả mà có đá thạch anh, có nhiều đá thạch anh đó, thì nó bị mất rồi các bạn đó. Ngồi đó cũng gần một tiếng đồng hồ bây giờ bị mất rồi đó. Thì mình đã xây xong một cái máy phăm cây luôn kìa đó. Đó mình đã xây xong cái máy phăm cây luôn rồi đó. Thì lúc đó kiểu như là nó bị đơ các bạn, bị đơ mà nó biết nó bị gì, thì cái nó ra thì nó bị lỗi, nó là lỗi mã hóa, lỗi mã hóa này kia nọ đó, rồi nó mất tiêu luôn đó. Nó mất tiêu nguyên cái đoạn mà mình đi tìm, mình đi bla 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 này kia nọ từ nãy tới giờ đó và nói chung là nó mất luôn rồi. Mà thôi kệ đi bạn, đỡ mất công mình đi vào mình chỉnh sửa lại bạn. Bây giờ đơn giản, nếu như mà cái video ngày hôm nay mà dài hơn cả một tiếng, gần đâu 2 tiếng hộ, thì coi bộ hôm nay, cái ngày hôm nay là cái ngày mà chỉnh sửa video cũng khá là cực đối với mình. Rồi bốn cái cưa. Rồi bây giờ nói chung là chỉnh sửa nó hơi cực thôi, chỉnh sửa nó hơi cực xíu thôi. Đó là thêm mình thấy nguyên cái đoạn đó. Cái đoạn đó thì mình cũng không có tiếc gì lắm, mình cũng không có tiếc mấy. Các bạn hỏi là mất cái đoạn đó thì có cảm thấy tiếc hay gì không, thì mình cảm thấy là cái đoạn đó cũng không có gì để tiếc hết trơn các bạn. Bởi vì mình cảm thấy ưng nhất là chỉ có cái đoạn mà mình xây xong cái máy farm đó thôi à. Đó. Còn mấy cái đoạn còn lại là mình cảm thấy kiểu như là mình quay cho bạn xem mà kiểu như nó là là tôi không có chia mà tôi không có chuyển sang tôi không có chuyển sang giờ tôi không có chuyển sang chế độ sáng tạo đâu nghe, tôi đi đàng hoàng đó. Như là bằng chứng kiểu như là tôi đi đàng hoàng chứ tôi không có chuyển sang chế độ sáng tạo được cái thứ đâu đó này kia nọ vậy thôi à. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay qua đây và mình sẽ đi qua cái hòn đảo bên đây, mình xây một cái máy farm quá vật đó. À không, thiếu vật liệu này, bây giờ quay lại đặt thêm vật liệu mới được đó. Nó đầu óc để đâu không mà đó. Rồi các bạn, thì mình đã chuẩn bị dụng cụ xong ha, nói chung lộn vật liệu, mình đã chuẩn bị vật liệu xong rồi. Bây giờ thì chỉ là đến cái phần xây dựng thôi. Thì trước khi xây dựng thì bà nội nó bỏ quên cái bàn chế tạo bên kia nữa rồi. Ok đi. Rồi xây dựng thì mình sẽ bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào xây dựng luôn ha. Đó. Ôi trời ơi, tôi mệt thì chứ. Rồi ôi mình đã bỏ quên cái bàn chế tạo, bây giờ mình phải đi về mình lấy lại thêm lần nữa. Ui đầu óc để đâu không bà nội cha nó. Mình đã tới đây bạn à, thì hiện tại bây giờ nhà mình đang có khách, bây giờ chắc có thể là mình sẽ xây trong im lặng nha mọi người đó. Rồi xong rồi bạn ơi đó. Trời má ôi nó mất thời gian vãi nồi luôn bạn. Các bạn nhìn đồng hồ kìa đó, 4:29. Tôi không biết là tôi quay từ lúc trưa đó. Tôi quay từ lúc trưa, bây giờ là tới 4 giờ rồi, mấy tiếng đồng hồ bạn. Chưa kể nha là bị mất cái đoạn kia nữa, cái đoạn mà tôi đi tìm kiếm mà cái chỗ mà đi dành đi kiếm thịt anh á, chỗ đó mất thời gian cực kỳ luôn bạn, mất đâu tầm 1 tiếng đồng hồ á, hơn 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ tới 4 giờ chiều rồi, xây cái này đó bạn đó. Thật, xây cái này thật ra nó cũng không mất thời gian nhiều đâu bạn. Nhưng mà tại vì tôi quên á, tôi kiểu như là tôi tôi là một cái đứa kiểu như là não các bạn hay quên á, kiểu như là lúc nào đang xây mới phát hiện ra là ui thì mẹ quên, ui kiểu quên mang xô nước rồi phải đi về lấy xô nước đó. Rồi quên mang này quên mang kia đi về lấy hoài luôn. Đó. Bây giờ xong rồi, đó. Định trong tập này á là tôi sẽ là một cái máy phăm cây nè đó. Cái máy phăm cây này thật sự nó chưa hoàn thành đâu bạn, nó cần rất nhiều nguyên liệu nhưng mà có điều là tôi bị thiếu. À bây giờ nhà mình đang ổn nha đó, thì trong video này mình tính là xây một cái máy phăm cây nè, một cái máy phăm quá vật, rồi sau đó là một cái máy phăm sắt đó. Thì bây giờ thì nói chung là trong máy dự định vậy, nhưng mà cuối cùng bây giờ nó vượt quá giới hạn mình kiểm soát mình đó bạn ơi. Quá trời, mấy tiếng đồng hồ quá mệt rồi. Đó. Vậy cái máy phăm cây này chưa hoàn thành đâu,
nó còn rất nhiều nguyên liệu khác nữa, nhưng mà có điều ha là nguyên liệu của mình vẫn đủ để xây cái phần quan trọng nhất của cái máy nha. Đó rồi thôi, cảm ơn bạn xem video, chúc bạn một cái tốt lành, bây giờ nhà mình bắt đầu ổn rồi, thôi thôi bye bye nha.